Đây không ạ, đây cũng là những chiếc ô tô người ta vứt bỏ lâu rồi. Bên Malaysia thì không có cơ sở thu mua xe cũ và không thấy cơ sở thu mua sắt vụn như mọi người. Tôi phải quay cái mặt tôi vô đây chứ không mọi người bảo tôi ghép hình. Xe bỏ, đơn giản vậy thôi. Tiếp tục chúng ta xem xe bỏ này. Đó, xe này xe vứt bỏ này. Cây cối đã mọc ở trên đây rồi này. Đó, cây cối đã mọc rồi đó. Xe này là xe bỏ. Chào mừng quý anh chị em và các bạn đã đến với kênh Ông Trẻ Tâm TV, khám phá đời sống, văn hóa các dân tộc và giải trí. Xin chào mọi người đã đến với kênh Ông Trẻ Tâm. Hôm nay tôi vẫn còn đang trong giai đoạn cách ly tại Malaysia. Cách ly sẽ đến ngày 12 tháng 5 năm 2020. Bây giờ tôi đang rảnh rỗi, tôi sẽ đi xung quanh cái khu vực mà tôi đang ở để cho quý anh chị em và các bạn khám phá xem như thế nào nhé. Đây, đó, khu vực tôi ở đây, đó, khu vực tôi ở đây, đó, từ từ nha, đó, đó, đó là khu vực tôi ở. Rồi chúng ta sẽ trải nghiệm trong cái khu vực xung quanh tôi ở như thế nào nhé mọi người. Mọi người có thể thấy là rất là nhiều xe máy phải không ạ? Đó. Rất là nhiều xe máy. Malaysia thì vô cùng nhiều xe máy mô tô. Nhiều lắm ạ. Ôi, xe này ngon quá ha. Xe đó ngon quá ha. Quá đẹp. Malaysia thì hầu hết các chung cư mới cũ, các chung cư bình dân hay cao cấp đều bạt ngàn xe. Tất cả các loại xe dựng ở đây là ở ngoài trời, ngoài nắng, ngoài mưa. Đó, miễn phí mọi người ạ. Xe để miễn phí. Chung cư, đó, xe máy mô tô để ngổn ngang như thế này. Tất cả mọi người, nhiều lắm, nhiều lắm. Đó. Đó, thấy không mọi người? Qua Malaysia thì các bạn sẽ thấy chỗ nào cũng là khu vực tập trung để xe máy, xe mô tô, ô tô bạt ngàn. Đó. Cơ man là xe cộ đông đúc. Đó. Khu vực này là thuộc Mihaja Charaj mọi người nha, Kuala Lumpur, thấy không ạ? Taman Mihaja Charaj, Kuala Lumpur. Đây là những chiếc ô tô tại Malaysia người ta vứt bỏ, mọi người thấy không? Quá nhiều ô tô người ta vứt bỏ này. Những chiếc ô tô như này người ta đã vứt bỏ rồi, người ta không còn sử dụng nữa. Malaysia thì phổ biến nhiều nhất vẫn là ô tô và mô tô, đa số thì là ô tô. Mọi người thấy không? Xe vẫn ngon lành cành đào, thấy không? Bò này. Đó là những xe bỏ đó mọi người. Đó là những xe bỏ nha. Xe bỏ vứt bỏ rồi. Đến khu vực ở gần nhà tôi. Và vào đây. Wow. Cơ man là xe máy. Đó, xe máy cũ bỏ hết rồi này mọi người. Thấy không? Đó. Những chiếc xe mô tô đã bỏ rồi. Quá chừng quá đắt. Đã review cho các bạn ở Việt Nam để thấy rằng là Malaysia cũng có một đời sống rất là no đủ, dư giả. Xe ô tô, mô tô bỏ lăn lóc như thế này. Thấy không? Vứt hết. Vứt hết.
chẳng ai thèm lấy, chẳng ai thèm nhặt, chẳng ai thèm mua. Cái này ở Việt Nam thì là một đống tiền rồi, phải không mọi người? Ôi, những chiếc xe mô tô cô đơn, bao nhiêu ngày tháng mưa, gió, bão bùng đã thối nát ở khu vực này rồi. Thấy không? Qua đây, chiếc này cũng ngon lành. À, chiếc mô tô ngon lành thế này cơ mà. Bánh vẫn còn ngon mà, động cơ vẫn tốt mà. Thấy không? Đèn tốt này. Thật tội nghiệp. Tôi nhấn mạnh là xe này tại Malaysia là những xe bỏ đi, không ai nhặt, không ai lấy, không ai mua, không ai tiêu thụ. Thấy không? Xe ngon không các bạn? Đẹp không? Vứt bỏ uổng phí không? Đó. Mấy cái đồ này mà ở Việt Nam mình là thu mua ve chai thì là quá trời tiền luôn rồi. Hay là ở Việt Nam là để mang ra chỗ tiệm sửa xe mua phụ tùng các thứ thay thế là ngon lành cành đào rồi. Thiếu cái gì đâu, phải không mọi người? Thấy không? Cái này người ta còn phải là trước khi mang dây vứt bỏ ở đây này. Trước khi người ta mang dây vứt bỏ thì người ta còn phải là lén lút nhìn trước nhìn sau, xem có ai nhìn thấy không, mới mang ra đây bỏ ở cái bờ rào của khu chung cư này. Chứ không là công an khu vực hay là cái gì họ phát hiện ra thì phạt tiền. Bởi vì khu này không phải là khu tập trung, không phải là khu tập trung để vứt xe như thế này. À, chủ nhân mà lao nháo mà để cho người ta phát hiện ra thì là có khi còn bị phạt tiền nữa chứ. Thực ra thì chỗ này không phải là bãi để mà bỏ vứt xe như thế này. Quá tiếc, thật sự là quá tiếc. Rồi, chúng ta tiếp tục đi nữa. Và kia có một chiếc xe ô tô vứt bỏ phía trong kia, sát bờ rào, thấy không? Vứt bỏ từ 88 năm về trước rồi. Xe máy, xe mô tô đã bỏ. Rồi, xe ô tô cũng tiếp tục bỏ nốt. Các cây dại, cỏ cây mọc đầy xe rồi. Xe này thì nát quá rồi. Đó. Bên trong chiếc xe bỏ. Đó thấy không? Mấy bà ve chai, những người làm công việc thu mua ve chai ở Việt Nam là gặp chiếc xe này thì là béo rồi. May quá chừng may rồi. Còn đây thì là một chiếc xe máy và cái thùng hàng đã bỏ rồi. Xe đã dục bỏ ngoài đường, ngoài xá này bao nhiêu lâu rồi? Đấy không? Ghế vứt lung tung, cỏ cây mọc lên rồi này. Bàn ghế vứt lung tung. Không ai ăn cắp ăn trộm cả mọi người. Chiếc xe vẫn còn đẹp nhưng mà người ta cũng đã bỏ rồi. Người ta gọi là xe nát, người ta không sử dụng nữa, vứt bỏ. Tiếp tục là cũng là những chiếc xe họ không còn sử dụng nữa, họ dục bỏ ra đây, dục ra bờ rào đây. Tất cả là đã vứt bỏ họ, không còn luyến tiếc gì nữa. À. Đây, và đây là những chiếc xe cũ kỹ từ đời nào rồi đó.
không sơn không sửa, mặt kính thì bể hết rồi, là một trong những xe người ta gọi là xe rác, tức là vứt đi, không sử dụng, không tái sử dụng, không buôn bán, không ai mua phụ tùng, không ai mua sắt vụn. Malaysia giàu có quá phải không mọi người? Tiếp tục chúng ta xem xe bỏ này. Đó, xe này xe vứt bỏ này. Cây cối đã mọc ở trên đây rồi này. Đó, cây cối đã mọc rồi đó. Xe này là xe bỏ. Chúng ta tiếp tục đi nha. Ôi, trời sắp mưa rồi này. Cái khu vực vừa quay thì là khu vực của một cái chung cư, cũng không phải là chung cư cao cấp hay là hiện đại gì, chung cư này lâu đời rồi. Đó, chiếc xe vừa mới quay là xe bỏ này. Đây là bãi rác đây mọi người, bỏ xe này. Xe này là xe máy hỏng, đã vứt bỏ ở đây. Thậm chí là xe mô tô của con nít không sử dụng nữa, người ta cũng bỏ ở đây. Thấy không mọi người? Các bạn đã tận mắt thấy là đời sống bên Malaysia, dù là người có thu nhập thấp mua được xe máy, mô tô, ô tô, khi cũ thì là chỉ có bỏ thôi. Và các bạn có thấy đây không? Đó, xe này cũng là xe máy bỏ này mọi người. Sên đen thui này, thấy không? Sên xích đen thui rỉ hết rồi này, động cơ hỏng hết rồi này. Đó, đó là xe bỏ nha mọi người nha. Đó là xe bỏ họ. Xe không chủ đó mọi người. Xe này là xe không chủ đó mọi người. Bạn nào ở Việt Nam thích qua đây mà thu gom hoặc là buôn bán sắt vụn tha hồ, cứ liên hệ tôi giới thiệu cho. Tôi dắt đi tận nơi lấy những thứ này, không ai cấm, không ai bắt cả. À, tôi phải quay cái mặt tôi vô đây chứ không mọi người bảo tôi ghép hình. À, xe bỏ, đơn giản vậy thôi. Tiếp tục tôi quay cái bản mặt của tôi vô đây này. Đây, xe bỏ, vứt, đó, chẳng ai lấy cả, không chụp. À đây, chiếc xe đẹp quá không mọi người. Đó, xe đẹp không mọi người. Quá ngon lành cành đào phải không? Tuy nhiên, đây là xe mô tô. Phân khối lớn người ta mới mua, không phải là xe rác nha mọi người. Xe mô tô lớn, tôi thích xe này. Đây là cái nhà tôi ở đó, ở lốc 23 này mọi người. Đó, cái này ở lốc 23 tôi ở đây. Khu vực này là khu vực tôi hay đến đó. Đi lại. Rồi rảnh rang là tôi đi bộ. Xem có cái gì nữa không để cho quý anh chị em và các bạn cùng xem. Đây nha, vẫn là lốc 23 nhà tôi đây nha. Đó. Còn đây nha, xe máy mô tô vứt bỏ này quý vị ơi. Quý vị có thấy không? Nó là xe cũ nát, không còn sử dụng, không tái sử dụng, không ai mua lại, gọi là xe bỏ. Không, thấy không? Đó, sơ qua là tôi đã quay tình hình khu vực tôi ở, đang ở khu vực Mihara Charak, Kuala Lumpur, với những hình ảnh như thế này để cho quý anh chị em và các bạn có thể nhìn thấy rằng là đời sống Malaysia, ô tô cũ, ô tô không sử dụng nữa, xe máy mô tô cũ,
bị hỏng không sử dụng nữa, hoặc là xe máy cũ, ô tô cũ không sử dụng, không muốn sử dụng nữa, mua được xe mới rồi không ai mua lại là bỏ, là người ta vứt bỏ nha mọi người. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video kế tiếp. Để chỉ muốn nói với anh chị em rằng là tại Malaysia thì cái nạn ăn cắp ăn trộm thì là không có xảy ra nhiều, và đời sống an ninh cũng tương đối là ok. Xe máy xe cũ, xe máy cũ, xe máy không sử dụng nữa, ô tô vứt bỏ ngoài đường đây, bởi vì không ai sử dụng, không ai mua.